无知无觉，却还被捕捉落下的指责。每天都站在不停的门前，只能够晒谷底。儿子，em chọn ai? Cho em chọn luôn. Em ở khu Mai Sơn đúng không? Ờ, đúng rồi. Khéo thế. Người đây có sợ các anh bắt không? Bọn em không sợ đâu. Không sợ đâu. Bọn em là người yêu hay là bạn nữa? Vợ. Vợ á? Ui, nhìn hai em còn trẻ thế. Em sinh năm bao nhiêu? Em ra 208. Hy vọng là sẽ có một anh bắt, nhưng mà bị bắt. Lên thị xã đến giờ. Anh họ bắt luôn. Trọng vẫn đang bán một số sản phẩm như thịt trâu, thịt lợn gác bếp, tôm rừng sấy khô, mật ong khoái rừng, mật ong nuôi tự nhiên, gia vị chảm chéo, măng phơi khô, cây nhân trần khô. Quý vị khán giả có nhu cầu mua các sản phẩm trên kênh, xin vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0583 183 868 hoặc 0964 015 390. Trọng xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Hiện tại thì Trọng đang có mặt tại trung tâm thị trấn Mộc Châu. Hôm nay vào dịp ngày lễ Quốc khánh mùng 29 mọi người, thì ở ngay tại trung tâm thị trấn Mộc Châu có diễn ra một cái tuần lễ du lịch. Mọi người thì gọi đây là một cái chợ tình. Cũng rất là tình cờ khi mà Trọng đến đây thì gặp anh Tuệ bên kênh Rubathan mọi người ạ. Chào mọi người nhá. Năm ngoái thì mấy anh em mình cũng gặp nhau ở đây rồi. Các anh xuống đây mấy người? Bọn anh 5 người. 5 người đúng không? Bây giờ mấy anh thì đang quay ở trong kia rồi. Bây giờ Trọng sẽ đưa tất cả mọi người sẽ đi khám phá chợ tình này để xem là có gì đặc sắc với nhau mọi người nhá. Đi, anh em mình đi đây. Năm nay thì chợ tình có cái tên gọi hay, đó là tiếng gọi mùa yêu. Anh thấy khẩu hiệu ở bên trên kia. Để là có cái dịp này để các đôi trai gái xuống đây tìm hiểu yêu nhau, thì nó gọi nó trở thành như là một cái mùa để mọi người ghép đôi với nhau ấy. Đúng rồi. Bây giờ thì đang là khoảng 4 giờ chiều mọi người ạ. Bây giờ thì chưa đông lắm. Tầm khoảng 6 giờ trở đi thì mọi người sẽ tập trung ở trung tâm thị trấn này rất là đông luôn. Đêm nay thì mọi người sẽ chơi hết cả đêm luôn nhé mọi người nhá. Không ngủ đâu, đêm nay là không ngủ đâu, chơi hết cả đêm luôn. Trai gái nào mà chưa có cặp chưa thì xuống đây là sẽ có người yêu luôn. Anh em mình sang bên này đây. Hay ngủ, gọi là có chỗ nào ngủ chỗ đấy ấy. Đúng rồi. Ra một cái cảnh tượng rất là lạ luôn. Kiểu là bà con ở trên bản mọi người là tập trung đến đây rất là đông luôn. Và nhà nghỉ thì sẽ chắc chắn là không đủ sức để mà chứa được nhiều người như thế. Cho nên là mọi người sẽ mang này chăn này, mang chăn, mang chiếu này, sẽ giải ra bên đường này để ngủ luôn này. Đó. Đây là khu vực sân vận động rồi kìa. Quá là đông người luôn. Mọi người xuống đây nhưng mà tập trung hết vào khu sân vận động này. Chắc là lúc nãy vừa diễn ra một cái trò chơi hay là một cái môn thể thao gì đấy. Chật kín người luôn này. Ui, đông quá mọi người ạ. Hello anh nhá. Đây, à. Đây, đây. Dạ. Vừa bắt được một cô gái nào. Hello nhá. Chào. Ô, sao không đi ra sớm đi? Đi luôn à? Đi ra ngoài này thôi, trong kia người đâu. Đây luôn anh. Gặp ở đây luôn à? Tới gặp ở đây nhá. Rồi, nhưng mà bao nhiêu anh như này thì anh nào bắt cũng được à? Bây giờ em chọn đi. Em chọn anh nào? Chọn Tất. Em chọn Tất. Ai là người đầu tiên? Anh tự chọn, mọi người chọn Tất. Em gái em quay một vòng anh xem nào. Dáng đẹp. Quay một vòng ngay đi. Hay là đẹp. Tối nay thì anh bắt hay là em bắt các anh? Em bắt các anh. Em cứ bắt các anh. Em bắt các anh luôn. Em bắt anh nào thì bắt đi. Bây giờ em chọn ai? Bây giờ em chọn ai? Cho em chọn luôn. Thoải mái. Rất là nhiều sự lựa chọn nhỉ. Đâu em chọn ai? Chọn đi. Em chọn ai nào? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 em chọn này. Tay đâu, tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Em chọn đi. Nhiều sự lựa chọn đấy nhỉ. Kéo luôn, kéo luôn. Anh chọn đi để theo thì vừa. Ly hôn thì Ly hôn bắt. Mà Ly hôn rồi, Ly hôn bắt vợ mà. Ờ đúng rồi. Anh bắt trước nhá. Anh bắt trước. Anh bắt đây. Không, em không bắt. Đây, đây. Nên mình bắt ở chỗ nào mình kéo đi được. Không. Để các anh chơi em đi chơi đây. Các anh chơi em đây à? Ok, để các anh. Anh tưởng những ngày như này là bọn em sẽ mặc trang phục mông chứ?
Mai mới mạc á? Ngày lễ chính thức là sẽ vào ngày sáng mùng 1 và mùng 2 người ạ. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ đi chơi vào ngày 31 này. Chủ yếu là đêm 31 thì mọi người sẽ chơi nhiều. Còn sáng mùng 1 với mùng 2 thì mọi người sẽ tập trung lên khu vực cửa khẩu Lóng Sập để chuẩn bị chơi lễ trên kia mọi người ạ. Em ơi, em tìm được chưa? Tìm được anh nào chưa? Chưa. Bây giờ anh có mấy anh ở đây chưa có người yêu á? Em lại xin nhờ. Em ơi, cho anh đi để anh làm bảo kê được không? Em đeo nhiều bạc cho anh. Bốn anh đi theo nhá, bốn anh bắt đi theo nhá. Mấy anh phải quay đẹp vào nhá. Có. Ok ok. Em xấu là em ngại lắm á. Bọn anh quay là một chuyện. Mày quay cho tao một đoạn này đi, tao phải được phóng viên phỏng vấn cơ mà. Em ơi, em tên là gì đấy? Em tên là Sơ Lai. Cái gì cơ? Sơ Lai à? Sơ Lai á? Sơ Lai. Cái gì? Hay thế. Nhưng mà sao bạn anh và em nhiều, và em thấy ngại lắm. Và anh có biết em không? Hả? Anh biết em không? Không biết. Không biết em. Em khéo quá, khổ quá. Nhưng mà nhà em có ở gần đây không? Nhà em xa lắm. Em phải từ núi xuống đây chơi cơ. Thì đây vẫn là núi mà, anh cũng là người ở núi mà. Nhưng mà em ở trên núi cao xuống nữa cơ. Cao hơn nữa à? Em ở khu Mai Sơn đúng không? Đúng rồi. Khéo thế. Anh thấy quen, hôm trước anh đi qua Mai Sơn anh thấy em. Em tên là gì? Sơ Ly à? Em tên là Sơ Lai. Sơ Lai. Sơ Lai. Cái gì Sơ Lai? Anh Sơn Siêu đây. Anh Sơn Siêu video. Đây mọi người, mọi người muốn kết bạn với em này thì lên TikTok cứ tìm về Sơ Lai nhé mọi người nhá. Đúng rồi vậy nhá. Nhá muốn kết bạn với em thì lên TikTok tìm Sơ Lai nhá. Sơ Lai. Có ghi số điện thoại đấy không? Chúc em hôm nay bắt được 10 chồng nhá. Ok, em cảm ơn nhá. Sơ Lai bao nhiêu tuổi rồi em? Tức là 18 à? Nói chung là người lớn. Tức là dự định là lấy khoảng tầm bao nhiêu chồng em? Nói chung là càng nhiều càng tốt thôi. Chồng phải chồng phụ giúp mình một tí. Càng nhiều nhà, chồng nhà, càng nhiều, tốt à? Nhà nhiều đồi không? Để anh còn biết. Nhà em có mấy quả đồi cơ mà. Không biết là mình có cơ hội để làm một em gái vui tính một hết. Phần của Sơ Lai không à? thôi nhá. Ok ok ok, okay. Okay. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Mấy bạn gái người Mông đang trang điểm để cho rực rỡ hơn để chuẩn bị tối đi chơi đây. Chưa. Bọn em ở xa không? Tà số á? Hình như là cô gái này năm ngoái mình bắt vợ mình. Phải không? Chuyển hay sao? Năm ngoái anh bắt rồi á? Năm nay bắt luôn. Đi với anh phải làm vợ anh nhá. Em đi chợ tình được mấy năm rồi? Hai năm á? Thì mới lớn là đi chợ tình 2 năm. Năm nay em xuống đây mà có anh nào mà kiểu cũng thích em á, muốn bắt về làm vợ thì em có đồng ý không? Không á? Anh tưởng là xuống đây để tìm người yêu. Không, xuống đây để chơi. Đi chơi thôi. Nhưng mà có sợ anh bắt không? Không sợ à? Rất là dám. Em chưa muốn lấy chồng. Chưa muốn lấy chồng. Đúng rồi, chưa được đại. Bây giờ thì hiện đại phát triển rồi nên là các bạn ấy cũng có những cái nhận thức hơn rồi. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Này anh quên hỏi em tên là gì nhỉ? Em tên là Vi à? Mùa thì Vi. Ok em đi chơi đi. Đấy, các bạn đang trang điểm để rực rỡ hơn tối để đi chơi chợ tình mọi người. Anh chào hai em nhá. Cho bọn anh hỏi là bọn em là người yêu hay là bạn nữa? Vợ á? Ui nhìn hai em còn trẻ đấy. Em sinh năm bao nhiêu? Em ra 208. 208. Thế còn em gái kia? 208 luôn. Thế hai em cưới lâu chưa? Được cưới năm nay tháng 3. Cưới đầu năm nay. Vâng. Cưới đây mới sớm nhỉ. Là chắc chưa có con đâu đúng không? Thế mới về chồng đi chơi này. Chưa. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa hay là cũng mới thôi? Có phải là chợ tình năm ngoái không? Quen nhau ở chợ tình hay là nhà ở gần nhau? Nhà ở gần nhau thôi. Anh cứ tưởng là hai em làm yêu hoặc là đi chợ tình tìm hiểu đang tìm hiểu đang ghép đôi mà. nhìn cứ như là hai bạn đang đi học ấy nhỉ. Chào hai em nhá. Ủa chỗ nào nhỉ? Bọn em là người Kinh hay là người dân tộc Dao? Bọn em ở xa không? Em ở Phú Yên. Phú Yên Sơn La. Wow, hai bạn này xinh thế. Sao hôm nay bọn em không mặc cái trang phục dân tộc mình ấy cho đẹp? Em từ trên trường Em là người Thái à?
Em người Dao. Em là Dao ạ, dân tộc Dao đúng không? Thế là các tối tối có mặc trang phục mình không? À đây là bạn bạn này là dân tộc Thái. Hai bạn này là sinh như này mà mặc trang phục dân tộc thì chắc là đẹp lắm đấy. Ở đây có sợ các anh bắt không? Bọn em không sợ đâu. Không sợ đâu. Này anh ví dụ nhá, ví dụ có chàng trai bản nào bắt bọn em tờ thì bọn em sẽ làm nào có theo không? Phải xem xét loại hình. Phải xem xét loại hình đấy. Này anh ví dụ nhá, bây giờ anh bắt thì được không? Phải em không biết được. Anh bắt em thì được không? Đi nhà trường tìm tận nhà. Tối đúng không em? Phải tối tối nhỉ? Tối mới được bắt. Em gái xem bao nhiêu? Đi học 207 à, em gái này 207 luôn à? Em tên gì? Trang. Trang. Bao nhiêu tuổi nhỉ? Toàn là người đẹp tên đẹp các bạn ạ. Bạn này có một cái dáng cảnh rất là đẹp luôn. Này thế tối đi chơi ở đoạn nào thì rủ bọn anh đi cùng được không? Bọn anh cũng kiểu mới lên đây chưa quen ở đây á. Có chỗ nào hay thì dẫn bọn anh đi cùng được không? Em cũng lần đầu ra đây. Em lần đầu luôn. Cũng lần đầu đi chợ tình luôn. Em thì này xíu cho anh xin Facebook em được không? Cho anh xin Facebook được không? Mình bắt nhau ở ngoài những bắt trên Facebook. Ok tí cho anh xin Facebook nha. Anh quay lên đây là có thể là ví dụ em có người yêu thì người yêu em cũng nhìn thấy nhá. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn vẫn có. Chuẩn luôn chưa có người. Chắc chắn nhá. Em xin phép ạ. Ok em đi chơi đi nhá. Tối có duyên thì anh em mình gặp nhau nhá. Chắc là cho tiền à? Vâng. Anh ơi, tức là như nào? Anh là cho tiền hai bạn gái này à? Vâng. Thế là như nào mà phải cho tiền? Như nào? Sao phải cho tiền? Quen nhau anh ạ. Quen nhau, làm quen phải cho tiền à? Cho tiền để làm quen. Thế à? À chắc là cọc à? Đặt cọc đúng không? Đang tìm hiểu thì yêu rồi. Là được. Nhưng mà một trong hai em thì anh chọn, chọn em kia. Anh này thì... Anh ạ. Cho 200 nghìn luôn. 200 luôn các bạn. Thế là không cho một người một tờ hay một cho như thế thôi thì đi uống nước thôi. Anh trai bản nóng quáng luôn. Thôi dài, trai bản chơi mạnh nhé. Người gì nhỉ? Là người Mông ở trên à. Ở trên à. Trên cửa khẩu Lũng Sập, xa lắm. À trên Lũng Sập à, ở Lào đấy đúng không? Và mình người Lào. À người Lào à? Anh là người Lào à? Người Lào thật á? Người Lào thật à? Nhưng mà anh sống bên Lào hay sống bên Việt Nam? Sống bên Lào. Nhưng là sang Việt Nam bảo rồi, mình là người Việt Nam. Tức là mà làm quen là phải cho tiền à? Thế còn hai em kia ở xa không? Chàng trai Lào rất là máu luôn bạn ạ. Ok, chào các anh. Tên là Di Mông. Ok nhá, chào các anh nhá. Ok, cảm ơn anh nhá. Theo như Trọng thấy thì năm nay thì không đông bằng năm ngoái mọi người. Năm ngoái thì Trọng lên khu vực này vào tầm giờ này ấy, thì là chật kín đường luôn rồi. Nhưng mà năm nay thì Trọng như thế đông, hoặc là có thể là tối nay mới đông thì Trọng cũng không rõ lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà so với năm ngoái thì năm ngoái sẽ đông hơn rất là nhiều. Ê Thanh Niên ơi, Thanh Niên cảnh sát cơ động. Nhìn xa xa cứ tưởng là cảnh sát cơ động, hóa ra là cuộc sống cô đơn à. Đang quay gì đấy chị ơi? Đang quay gì đấy? Xấu hổ ấy. À,
Hà Nội lên. Chị đến đây lâu chưa? Chị đến sáng nay. Sáng nay ạ? À? À, chị thấy không khí ở chợ tình này như thế nào chị? Nói chung là lên đây thì năm nào chị cũng lên rồi. À, năm nào chị lên. Thì đi chưa bị anh trai bản nào kéo chị chờ mãi mà chả thấy chờ ai mãi. Này bọn em toàn là trai bản thôi nhá. À thế hả? Kéo đi tới gặp chị nhỉ? Ôi chị năm bao nhiêu vậy? Chị á? Dạ. 96. Bao nhiêu? Hả? 96. Ôi trời ơi, gọi là em. 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 Hôm nay là lên một mình hay là có anh nào đi cùng không? Em đang ở bên đường. Đây chị gái em, chị gái chơi. Hy vọng là sẽ bắt được một anh. Hy vọng là sẽ có một anh bắt nhưng mà bị bắt. Đấy, anh vào bắt luôn đây. Anh vào bắt cho em ăn nào. Nào, anh vào ăn luôn đây. Anh ăn đây. Đây mục đích là để anh người mong anh bắt luôn mà. Toàn anh lấy kinh đi không? Đâu, đây có các loại chai bản luôn. Đây này, đây có một anh ở đây. Ôi, đây có một anh ở đây đang chờ bắt đây này. Bây giờ bắt được không? Cho anh bắt nhá. Anh Hoàng ơi, bắt luôn. Bắt luôn. Ở đây thì Trọng thấy là mọi người, bà con mang rất là nhiều trang phục của người đồng bào dân tộc Mông xuống đây để bày bán người ạ. Rất là nhiều những trang phục rực rỡ luôn. Rất nhiều màu sắc. Mọi người đang chọn mua trang sức vòng cổ này. Gái xuống chợ mua trang sức rồi đi chơi chợ tình đấy mọi người. Em ơi anh hỏi xíu này, như cái trang phục của em mặc ấy thì khoảng bao nhiêu tiền em? Tổng tất cả là chắc 1.500.000. 1.500.000 à? Vâng. À, trang phục rất là đẹp mọi người ạ. Như cái trang phục của em bên kia thì khoảng bao nhiêu tiền em? Chắc là cái tổng của cái em mặc này là 2.500.000. 2.500.000. Vâng, cái áo này đắt. À. Áo này là riêng cả áo này là một đá 1 triệu. Cái vải kia là loại khác đúng không? Đấy có cháu năm này em chỉ. Như cái trang phục của em này mọi người này là khoảng 2.500.000 này. Là đắt. Có phải là nó đắt do vải hay là do trang sức ở mình đeo này? Do vải ạ. À, do vải. Do cái quận tiên này. À, do. Nhưng mà như cái trang phục bọn em mặc là trang phục của Mông gì đấy? Mông gì mà đều được. Không, nhưng mà ý là như bọn em cái màu áo này là của Mông gì? Không rõ lắm. Không rõ lắm ạ. Chỉ biết là thích là mua thôi. À, thích là mua. Nhưng em thì mong gì? Em là mong trắng. À. Ok, anh chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Nhưng mà cháu xỉ nên là xỉ xa cho nhẹ lo mà lấy chi quá. Để nhẹ lo, ho xa dỡ ra là ho quá dỡ nãy à. Nó nào cho xíu chọc là bí bá bơ bí tớ tôn như nào. Trọng vừa quay cho mọi người xem một vòng ở khu vực trung tâm thị trấn Mộc Châu. Ở đây mọi người vẫn đang ở trên những cái bản xa xôi mọi người. Bây giờ thì mọi người mới về tới đây. Đêm nay thì sẽ là đông vui hơn rất là nhiều. Chiều nay là chiều 31 thì mới là ngày gọi là chuẩn bị thôi mọi người. Thì còn hết đêm nay này và hết ngày mai nữa, mọi người còn đang tập trung rất là nhiều. Nhiều người ở trên những cái bản xa xôi ấy, thì bây giờ mọi người mới xuống được tới nơi mọi người. Đêm nay thì Trọng sẽ lại tiếp tục quay và chia sẻ cho mọi người xem là khung cảnh về đêm ở chợ tình Mộc Châu như thế nào mọi người nhé. Còn bây giờ thì Trọng xin tạm dừng clip tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Trọng nhé. Xin chào tất cả mọi người.